Xin chào mọi người, hôm nay mẹ muốn làm vlog nấu ăn. Không, trải nghiệm nấu ăn dành cho các con mọi người ơi. Đấy, mới luộc trứng mà trứng chín rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ vớt ra nhé. Đấy, tí nữa bún gì bún à, trải nghiệm. Này sẽ có đồ cắt nè. Đấy, mà cho các con cắt nè. Nó không có bị sao đâu mọi người ơi. Đấy, đồ này làm gọi là giả định cho các con chơi thôi. Toàn bộ nè. Đấy, bằng inox 304 hết. Trứng dính là chống dính thật. Mọi người không cần bỏ dầu đâu. Đó, chiên trứng luôn. Sò nha, tí nữa nó khô bây giờ. Đây, chén bát đầy đủ cho các con. Chín rồi, chín rồi. Trời ơi, nói rồi, không cần bỏ dầu đâu. Đây, lật qua một cái. Ôi, cái gì đây, ngon chưa? Ừ, sò, ăn nản đi. Ừ, có lẽ là có thể mình lấy cái xanh này mình đổ nó xèo thôi. Cái nào đổ nó xèo được á. Hơi đầu bếp rồi, thú vị lắm mọi người ơi. Thử trải nghiệm cho các con đi nè mọi người nha, nhớ chơi cùng con nhé.